Chào quý anh chị cô chú, hôm nay em đi đến một cái xưởng xe ô tô của người Việt Nam ở bên Nhật này. Đây em mua xe từ đây thôi. Xe đầu tiên em mua thì em mua của người Nhật, nhưng mà cái xe thứ hai anh đang đi thì em mua của cái công ty Việt Nam, anh em Việt Nam đứng ở bên này. Nói chung anh em rất là giỏi giang, có những cái công ty xưởng rất là lâu ấy, cung cấp rất là nhiều xe ô tô cho anh em Việt Nam bên này. Mua xe thì họ cũng rất là lợi thôi, họ cũng làm hết thủ tục cho mình họ đưa đến tận nhà cho mình phải việc bên xe và đi thôi, sang tên đổi họ cái thứ hết rồi. Nếu quý vị có thể thấy là phía bên ngoài dựng kín hết xe, cái xe của em thì đang ở kia nén đèn đó. Đó, còn bên này thì có rất là nhiều xe khác, Hybrid, Prius, rồi Hyundai Insight tổ thì rất là nhiều. Voxy 8 ghế, 7 ghế gì đó, nhiều Mazda CX 5. Đó, rất là đẹp, CX 8. Con đẹp thế nhỉ? Con này đánh bóng con tinh chắc sắp giao rồi này. Đó. Xe cộ thì tất nhiên là sẽ phải có những sự thợ thuyền mộc mã rồi chắp vá này kia nọ, cái đấy thì không thể tránh được, làm ăn mà quý vị. Nhưng mà nói chung cứ miễn đến xe bên tay mình nó ok, ngon lành là được. Bên này vợ cũng có nhiều xe. Một xe cũ thì không thể là đòi hỏi được như xe mới được. Ơi sang bên này là một xe mới, gọi chắc là xe này rất là mới, xe này là mới mới tinh, mới múc, chẳng phải là xe cũ. Bên này còn rất là nhiều xe nữa đang chờ họ về để oánh cái đèn nó sáng sủa chút. Đây, còn rất nhiều xe nữa này, xanh đỏ tím vàng có hết. Đó, xưởng to đùng, rất là hoành tráng. Nói chung anh em Việt Nam bên này rất là nhiều anh em rất là giỏi ra, có thể là tạo được một cơ ngơi rất là lớn, có thể là sau đó sau sau lưng là có người Nhật tương trợ hay là kiểu kiểu xa đó thì em không biết, nhưng mà gây dựng được cái cơ ngơi về là rất giỏi rồi đó. Thì em đang chờ người ta về để ảnh cái đèn xe. Đây là cái Ibaraki Japan. Đây là một con Voxy đây thế hệ mới. Đây em vào trong chờ người ta đấy quý vị nhé.